Chúng tôi xin giới thiệu bộ máy xăm phun xăm thẩm mỹ Nhật. DSH của Nhật Bản. Bộ máy này có một dây sạc micro USB, một dây dài 1,5 m, cộng với một bộ sạc 4,2V giống như là sạc điện thoại thông thường. Đây là máy sạc, đây là máy xăm. Trên máy có hướng dẫn Leader Outline Out, tức là chỉnh đường dẫn kim, đầu 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 chiều dài của kim. Các bạn nhìn thấy, phải nhìn thấy, tháo để quan sát. Đấy, khi bạn cái này thì cái đưa cả khối kim này xuống. Còn lại. Đây là pin tích kết hợp với cả công tắc nguồn rồi dùng chung luôn. Nếu trong trường hợp mà mất điện hoặc là bạn chạy bạn phải cắm điện, khi bạn cắm điện vào đây thì nó sẽ sạc pin và chạy chạy cho máy luôn. Với dung tích pin lithium là 900 mAh, điện thế 3,7V. Đấy, có thể các bạn có thể tháo ra xem trong máy. Đấy. Đây là chân tiếp điểm, mặt tiếp điểm có dòng cao su vặn vặn vào, cứ vặn vặn vừa tới, không cần vặn chặt quá. Tôi hướng dẫn bạn là cách chạy máy. Đầu tiên bạn lấy cắm ổ điện nguồn, bạn cắm dây vào đây. Có thể thay vì cái này bạn thể cắm vào bình tích điện, bình tích điện ngoài thị trường cũng có thông thường đây, bạn có thể sạc được, cắm vào đây cũng có thể dùng được. Không nhất thiết phải dùng điện, xong rồi mất điện bạn có thể dùng pin tích, có thể sử dụng được. Đây là cổng cắm sạc vào máy. Khi bạn cắm vào thì trên máy sẽ báo điện xanh là điện sử dụng điện lưới. Khi khởi động máy thì bạn giữ chặt cái nút nguồn này trong vòng 1 giây, máy sẽ lên đèn đỏ. Máy có 3 tốc độ. Thứ nhất là đèn xanh bấm lần đầu tiên tốc độ nhanh nhất, lần 2 tốc độ chậm dần, lần 3 tốc độ chậm nữa, quay lại thì lại nhanh. Đấy, 3 tốc độ. Và nhìn thêm tín hiệu đèn màu xanh này, màu càng đỏ thì là tốc độ nhanh, màu đỏ tối dần thì là đây, màu nhanh nhất là sẽ đỏ. Đấy. Bước dần, bước dần. Đấy. Giữ chặt thì sẽ tắt máy 1 giây. Thế trong trường hợp mà bạn không không sử dụng nữa thì bạn có thể tắt máy để cho máy sạc. Khi sạc đầy thì báo đèn xanh. Đấy, có thể rút ra. Đấy, vẫn tích điện thông thường. Giữ 1 giây chạy, 2 chậm lại và chậm nữa, giữ chặt là sẽ tắt. Và hướng dẫn bạn lắp kim. Đây là kim của nó, dài 50 mm, đúng 5 cm. Tôi sẽ hướng dẫn bạn lắp kim 1. Chú ý kim rất là sắc. Khi bạn lấy kim thì phía đầu nhọn của kim bạn để nguyên vào phía cuối kim, bạn cố gắng bẻ cong một góc nhỏ, cong một chút thôi để cho nó giữ kim. Khi bạn cắm vào đây, đây là lỗ kim, bạn sẽ vặn cái này cho quay sát xuống dưới, bạn phải nhìn thấy kim. Nếu các bạn là cẩn thận hơn thì bạn có thể tháo đồ ra, đóng lỗ này, đóng xuống. Kim như thế này là vẫn hơi lỏng, nếu khi chạy máy dùng tốc độ rất là cao sẽ tụt kim ra ngoài, bạn phải bẻ thêm một chút nữa, bẻ thêm một chút nữa, mọi người. Kim rất là chặt, bạn vặn vào này vào. Sau đó bạn chỉnh cho kim sát xuống dưới, vận chỉnh cối kim này, nó đưa cái đầu cối sắt lên. Bạn chú ý nhẹ nhàng, không có kim nó chọc vào trong cái đầu nhựa này sẽ hỏng đầu kim. Nhẹ nhàng xuống. Thế đó là bạn cắm đây. Kim sẽ không kịp. Nhưng mà trường hợp bạn bật máy thử, khi bạn cắm xong rồi bật máy thử để chạy. Đấy, như này kim rất là dài.